Mua màn hình máy tính giá rẻ nhất đến smartnew.vn. Mua Android TV Box Magic C giá siêu rẻ đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên màn hình bây giờ đang là chiếc điện thoại Redmi Note 7 Pro và toàn bộ hộp phụ kiện của nó đây. Đây là cái phiên bản màu bạc nhìn quá đẹp mắt luôn, và thực sự là cái mặt lưng ở phía sau này mình thấy rất giống như kiểu là mặt lưng bóng của XZ Premium. Nó rất là đẹp luôn. Đó. Và Redmi Note 7 Pro, cái phiên bản mà mình đang cầm trên tay này là cái phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB, chạy con chip Snapdragon 675 và đang được bán tại Clickbuy với mức giá rẻ nhất. Đó là 4,5 triệu sau khi các bạn đã thanh toán qua VNPay. Các bạn chú ý nhé, các bạn hãy thanh toán qua VNPay, các bạn sẽ được trừ rất là nhiều tiền đấy. Và mình rất bất ngờ khi mà cái màu sắc này là màu sắc đẹp nhất mà Clickbuy lại để cho các bạn một mức giá rẻ nhất. Đấy, còn lại thì tất cả những phụ kiện của nó thì đi kèm thì vẫn giống hệt với cả Redmi Note 7 Pro trước kia mà mình đã mở hộp thôi. Chúng ta sẽ có một cái sạc nhanh ở đây, chúng ta sẽ có cổng cáp sạc chuẩn USB Type-C, hoàn toàn không có tai nghe. Đấy, cái hộp thì nó sẽ như thế này. Lật lại phía mặt sau thì chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng, đó là phiên bản RAM 6 bộ trong 128 này. Và tất cả những thông tin ví dụ như là camera 48 chấm, Snapdragon 675, pin 4000, vân vân và vân vân. Đó, thêm nữa là ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái hộp nhỏ nữa. Hộp nhỏ này nó sẽ chứa một cái que chọc sim ở đây. Đấy, và nó sẽ chứa ốp lưng và sạc rất là dụng. Hết rồi, nói chung là mình chỉ nói về cái độ đẹp của cái sản phẩm này thôi. Đối với cả cái phiên bản màu trắng này thì mình ưng ý nhất ở chỗ là cái kính cường lực ở phía sau này nhá, là kính cường lực Gorilla Glass 5 này. Cái màu trắng này thì nó để lại mồ hôi giống tay, nhưng mà nhìn nó đỡ kinh tởm hơn là những cái màu mà nó tối màu, kiểu như là màu xanh hay là màu đen. Đấy, và cái viền này của nó này làm cực kỳ đẹp luôn, mặc dù là viền nhựa này, nhưng mà các bạn thấy không, nó làm theo cái kiểu là giả chrome ấy, và chúng ta nhìn vào nó rất giống như cả viền kim loại. Chúng ta chỉ có thể phân biệt được là đây là cái viền nhựa bằng cái cách là chúng ta nhìn lên đây nó không có bất kỳ một cái vạch chiêng ten nào cả. Đấy, nên là chúng ta cảm nhận thế thôi, chứ còn lại thì Redmi Note 7 Pro nó chỉ khác mỗi màu thôi, nó chẳng khác gì so với những phiên bản trước kia cả. Cảm giác cầm nắm của Redmi Note 7 Pro thì nó cũng khá là đầm tay. Đấy, trọng lượng là 186g. Mà phía sau này chúng ta sẽ có bộ đôi camera kép ở phía sau, một camera có độ phân giải là 48 megapixel của độ là f/1.8. Đây là cảm biến Sony IMX586 đấy nhé các bạn nhé. Đấy, và nó khác hơn so với cả cảm biến Samsung GM1 của cái chiếc Redmi Note 7. Đấy, đây là Redmi Note 7 Pro mà. Đấy, chúng ta sẽ có thêm một cái camera hỗ trợ cho việc chuyển số phông có độ phân giải là 5 megapixel. Và nếu mà so sánh xa với Redmi Note 7 thì con này có sạc nhanh đi kèm, còn Redmi Note 7 là không có sạc nhanh đi kèm. Đấy, chúng ta sẽ có thêm đèn flash ở đây, cảm biến tay một chạm, dưới này là logo Redmi. Đó, tất cả các cạnh thì vẫn thế thôi. Phía này thì chúng ta sẽ có khay để chứa sim với thẻ nhớ này, rồi là phím tăng giảm năng lượng ở phía bên cạnh phải. Phía dưới chúng ta sẽ gồm cổng sạc chuẩn USB Type-C, loa ngoài với cả một cái giả loa nữa. Phía trên này thì sẽ có jack cắm tai nghe 3,5mm, mic phụ để vẫn giữ được cái cổng hồng ngoại. Đấy, thế thôi, cũng chẳng có gì phải nói thêm nhiều nữa nhỉ. Đấy, màn hình thì vẫn là màn hình 6,3 inch, độ phân giải là Full HD cộng, tỷ lệ là 19:5:9, màn hình IPS, kính cường lực ở phía trước này cũng là kính cường lực Gorilla Glass 5. Đấy, rồi là mật độ điểm ảnh rơi vào khoảng 409 ppi, vân 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 vân. Pin thì vẫn giữ được mức là 4000 mAh, chỉ có mỗi cái màu sắc này là một cái màu sắc mà mình cảm thấy là rất là ưng ý thôi. Và có thêm một cái điểm nữa, đó là bây giờ cái phiên bản này với mức giá là 4,5 triệu thôi, chúng ta đã có thể lựa chọn được phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Thì thực sự đây là một cái sự lựa chọn mà mình thấy là rất hợp lý. Bởi vì các bạn biết đấy, là ngày xưa với 4,5 triệu nhé, chúng ta chỉ lựa chọn được phiên bản RAM 4GB, bộ trong 64GB của Redmi Note 7 cơ. Đấy, chứ chưa nói gì đến Redmi Note 7 Pro đâu. Đấy, chúng ta sẽ vào phần My Device này, chúng ta sẽ thấy tất cả những thông tin hiển thị ra đây. Đấy, RAM 6 này. Đấy, chip 675 cái thứ này. Đấy, tất cả đây, bộ trong 128 này. Bộ trong 128 bây giờ nó còn chống 111GB, bao giờ dùng mới hết nào. Đấy, rồi là tất cả những thông số khác vào đây. Đây, chúng ta sẽ vào cái phần này, chúng ta sẽ thấy là Android 9 rồi này, MIUI 10.3.10. Và con này thì khả năng rất cao là sẽ được lên MIUI 11. Đấy, tuy nhiên là có một số những điểm mà mình không thích, ví dụ như là cái khung viền bằng nhựa này, nhưng mà nó đã thay đổi bằng cách là nó mạ chrome lên đây, nhìn rất là đẹp. Đấy, và cái viền này của nó này, các bạn thấy không, cái điểm mình không thích là viền rất là dày luôn, viền hai bên khá dày, viền trên thì mặc dù là giọt nước rồi nhưng vẫn làm rất là dày. Đấy, viền dưới này cũng thế, làm cực kỳ dày luôn. Và nói luôn về cái phần giọt nước này thì camera selfie của nó sẽ là 13 megapixel các bạn nhé. Đấy, về Redmi Note 7 Pro thì không có nhiều điểm để nói, tất cả mọi thứ của nó chỉ là mức giá rẻ 4,5 triệu, được phiên bản RAM cao, ROM cao, và thêm nữa đó là màu sắc rất đẹp. Đó, chỉ thế thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.